Ngày 12 tháng 8 năm 2021, công an xã Dĩnh Tế phối hợp ủy ban mặt trận xã tổ chức phát tặng quà cho các hộ cận nghèo trên địa bàn xã. dịp này ủy ban mặt trận xã đã trao tặng 60 phần quà, mỗi phần quà gồm gạo, rau củ quả và các nhu yếu phẩm với tổng số tiền 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí của công an tỉnh An Giang hỗ trợ. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ kịp thời cho các hộ cận nghèo trên địa bàn xã Dương Lên ổn định cuộc sống góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.